Rồi, xin chào tất cả mấy anh mấy chú đã trở lại kênh của em nữa nha. Thì hôm nay á em quay clip ngắn thôi mà anh, đặng em bán cái lô máy pin ha. Cái này là bán nguyên lô nha. Em bán nguyên lô chứ không bán lẻ em anh. Bán hết nguyên lô luôn. Nguyên cái lô này á là nó 24 con nha. Đây. Máy này là tất cả máy này là đều 12V hết nha em anh. 12V hết. Đây. Này là nati nè, máy khoan ha. Em thấy hình như là bắn vít cũng nhiều á, bắn vít hơi nhiều hơn máy khoan ha. Đây, hình như là để coi có mấy cái là nó không có vỏ pin. Một cái, hai cái. Chỉ hình như có hai cái là nó không có vỏ pin thôi mấy anh ơi. Còn bao nhiêu á là nó có mà vỏ pin hết nha. Đây, con nào cũng có vỏ pin hết. Chỉ có hai con này sao nó không có vô pin thôi à. Tất cả đều 12V, không có 9.6 nha. Đây, mấy con bắn vít nè. Để em quay gần gần lại cho mấy anh coi cho nó kỹ nha. Máy này là em không có test nha. Bán hết nguyên lô như vậy. Máy là bao mấy anh là chưa bung gỡ tháo hay thử gì hết. Thì nó có Trung Quốc rồi nó có từ lâu hết trơn cái mà nè, như mấy con này là mấy con Trung Quốc nè nè nè, mà nó có Toshiba nè, Nati nè, Hitachi nè, Ryobi nè, Makita nữa. Máy đợt này em thấy đẹp lắm, tại vì lô bút hởm nhiều quá mấy anh ngán, chứ cái lô này ít ít nè, làm phải ghe luôn. Mà mấy con bán vít đó là bán có giá trị nha, mà cái lô này em thấy bắn vít nhiều mà có vỏ pin nữa nè. Mấy anh về là mấy anh thợ là về là ngon luôn. Rồi cái lô này á là 24 con, tổng cộng hết luôn là 24 con nha nha. Là cái lô này em bán giá là 4 triệu rưỡi bao ship luôn đó. Phí vận chuyển thì mấy anh đừng có lo nha, em nói em lo hết rồi. Đây, kỹ nhìn kỹ máy lại cái nữa nha. Máy này á là nó cũng không có bể hay gì hết trơn nha mấy anh, còn nguyên dạng nha. Em đã nó cũng chung mình lựa ra hết rồi, vẫn còn 12V không, với nó không có bị bể này kia đâu đó, cho nên em mới bán chứ bán lô chó lẹ chứ bán từng con lâu lắm, đồ nó về nhiều mà bán từng con lâu lắm em ơi. Rồi thì hết cái lô này luôn, là giá là 4 triệu rưỡi bao ship. Rồi anh nào làm thì cứ gọi điện thoại trực tiếp em nha, điện thoại trực tiếp mà mình làm việc trực tiếp luôn mấy anh ơi. Máy đẹp không à, Trung Quốc cũng ít nữa, có hai con này là không có vô pin nè, còn nhiêu lại là còn hết đó. Rồi thì tới đây em kết thúc video nha mấy anh mấy chú, bye bye.